xem macaron kia cũng pop nè. Đây anh em biết chi không? Thôi cái này nó không đòn nè, nó bị dính thôi. Thưa nào. Sợ vậy. Thằng bỏ ấy. Cái là stẹn nè. Bằng quá. Rồi. Đừng cái ảo, cái Ashley là lười lười. Cái một cái chè là rồi. Có hàng dám làm à? Làm chớ, làm miếng. Làm đi. Sợ gì? Không chết. Nhìn ghê nhưng mà ăn được. Quá tuyệt. Để tiết canh vịt. Đây là nó không đông nha, đây là đông kiểu cái này đông kiểu cái gì nhỉ? Nè. Nó đông kiểu cái gì á? Nó không đông giống như người ta làm nào. Nè. Nhìn lại biết. Truyền thống ở đây là ăn tiết canh không không có quen ăn cái tiết canh đông cục nha. Đông cái tiết canh đông kiểu này. Cái này xuyên lời xuyên cả. Đông như này để ăn mới ngon. Thắt ai ăn hết cái này được một thùng bia. Nhà hè. Ai chăm một phút ở tí thôi. Quay ngay rồi. Không tới một phút là hết nè. À là ông muốn là lên một thùng bia. Nhưng mà không cho ông ăn đâu. Chúng tôi không có tiền mua bia cho ông. Rồi, thằng cao nhé, đo họ. Đo họ. Thằng đo họ. Ơi, mời anh em. Mặn quá cái này. Làm thêm bột ngọt nữa. Mặn bột ngọt. Rồi, mời anh em nha. Là vòn lâu rồi. Đi hái, cắt cho cả hạt.